thơm gia vị vô nha. Wow, bắt đầu một ngày mới bằng những tô mì Thái. Cái này là cereal. Cái này là yogurt. Yogurt hả? Thì nhìn sao giống cereal vậy? Nước cam đấy đúng không hả? Wow. Gì ta? Bơ. Bơ. Bơ ăn với mì. Mứt nữa. Không, mấy cái tô nhìn làm đẹp chứ hả? Ừ, rất là dễ thương. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã trở lại với kênh Royal Family. Không, hiện tại bây giờ Ngọc và đám bạn của Ngọc đang ở Thái Lan các bạn. Thì sáng hôm nay là năm đứa sẽ đi vô cái mall này, là cái chỗ mà bán rất là nhiều đồ, gọi là Icon Siam. Ngọc sẽ quay cho tất cả mọi người coi rồi trong cái Icon Siam có cái gì để giới thiệu cho tất cả mọi người để sau này mai mình đi Thái á, ghé vô chỗ này nếu mà các bạn thích nha. Đây là lần đầu tiên nguyên đám vô đây nên cũng không có biết cái gì hết, nên là hai đứa này đang coi cái bản đồ có cái gì trong này rồi coi muốn đi đâu vòng vòng. Các bạn ơi, thì đầu tiên là vô thấy đây có bán rất là nhiều chè luôn. Ồ, rau câu kìa. Rau câu. Món này món trứng cút gì nè mọi người. Ồ, cái này là hủ tiếu. Quá trời luôn. Ừ, đúng rồi đó, quá trời đồ ăn luôn. Cái này giống y như là bánh hẹ nè, phải không? À, bánh đậu xanh mà được nặng thành mấy cái hình này hình kia. Ủa, Ngọc ăn chưa? Bánh này bánh gì vậy? Chắc ở trong có nước cốt dừa. Còn bên đây là bánh bò nướng. Đây nè mọi người, rất là nhiều gian hàng bán đồ luôn. Hình như đây là bán bánh cuốn nè. Bánh cuốn mà giống như cái dạng mà cuốn bằng bánh ướt á. Còn đây là bán chuối chiên nè. Cơm ở trong ống nè. Đó, vô đây là sẽ chuẩn bị nhớ. Nói chung là đi coi chứ con chưa biết gì hết. Đi đi, ủa giờ nó nghe nè, mình đi mình có muốn cái gì, mình có mua ăn không? Gì không, tôi bay đi trước đi, chứ đi trước đi, tao quay tao phải đi từ từ. Ồ, bánh lọt nè. Wow, ngọt. Gương mặt vàng của làng ăn uống nè. Làm đi đi. Thích thì nhích thôi. Làm đi. Thủ quỹ của nhóm đang thích ăn thử một cái ly bánh lọt. Một cái ly bánh lọt này nhiêu tiền không à? Tính tiền xong lại nói Ngọc nha. Ồ, cái này là cũng là dạng kem xoài. Hột điều kia bón. Cái sầu riêng tự chặt á. Ồ, cái sầu. Cho cái sầu riêng này siêu to cũng lồ thiệt á. Wow. Nhưng mà sợ gỡ ra nó bị sượng á. Mấy trái sầu riêng mà bự bự thường thường sợ chứ. Thảo sầu riêng không Thảo? Cái cửa sẵn rồi kìa. Xin mời. Ok. Wow. Đó, thấy không? Thảo, sầu riêng Thảo. Mua thử hộp đi như tối hôm qua á. Là ăn mấy món kia trước rồi tí ăn sầu riêng xong. Trôi xoài nữa bạn. Ơi, cái này là sâu sầu riêng hả? Chắc vậy á. Bon da heo kìa bon. Đúng rồi đó. Nè, nó có ghi là thái của con heo. Quá trời luôn mọi người ơi, đã dễ sợ không? Cái này là 40 bạc. 32.000 Việt Nam. Rồi sao uống uống không thấy sao? Ngon hả? Hơi ngọt đưa cho ông bếp. Hả? Ồ, cái đó bắt chỗ nhìn ngon vậy. Ngon đúng không? Đây là cái quầy mà bán phát thái. Ôi, nhìn rất là ngon luôn á.
Người ta làm sẵn rồi, các bạn ai mua thì chỉ múc vô thôi, có chảy giò nữa nè. Cả đám đang đứng mua cái xôi sầu riêng để ăn thử coi sao. Xôi sầu riêng, không nhận mấy trái sầu riêng nó bự thiệt, lần đầu tiên trong đời thấy mấy trái sầu riêng bự vậy luôn. Hôm bữa mình ăn xôi xoài cũng được lắm lắm như vậy. À, tưởng là mình tự chế sao chứ. Không, người ta làm gì đâu. 100 bạc. Là 70 ngàn hả? 80 ngàn á, 78 ngàn. Ăn trước đi, ăn trước đi mọi người ăn thử trước cái đi. Đây. Đây. Ủa mẹ không mang sầu riêng được, sầu riêng mẹ ăn kia. Chốt đi bếp. Hết tay cầm rồi. Ok. Sắn một cục sầu riêng, miếng sầu riêng rồi cái miếng ấy nữa. Nhiều sầu riêng quá. Trời mày nhiều quá. Trời ơi mày kỹ sao vậy bếp. Okay. Rồi đó thì rồi cục đó được rồi. Cục đó được rồi. Miếng sầu riêng. Ngon á. Cái xôi này nó dẻo. Wow. Nó dẻo, nó dính. Béo. Rồi giống như cái. Đã. Thử đi Ngọc. Ngon lắm luôn á. Ngon mất lưỡi. Nhìn nhìn thích thiệt. Ăn xôi của bạn. Ngon nha. Ngon ha, ngon ha. Nó không có vị ngọt quá. Con ăn sầu riêng được nhưng mà cái này nước cốt lại ngon. Phải không? Không có 100 bạc. 80 ngàn, 80 ngàn ly. Hình như sầu riêng bên Thái rất là mắc. Mà tại sao Thái là thiên đường sầu riêng mà lại mắc đến như vậy? Không hiểu. Đây nè các bạn, sòi non nè các bạn. Chấm với lại mắm ruốc. À, ai là fan. Cái này anh bảo khoái mắm ruốc lắm mà. Mùi vậy anh có lý lắm luôn á. Ăn thì người ta bán rất là nhiều loại đồ lưu niệm, móc khóa, bóp, những loại bánh, thấy không? Là gì đây? Ồ, cũng là hát Thái luôn. Cái rất là đẹp luôn á. Có những cái đèn lồng, có những cái ghế bàn cho mình ngồi, có những con thuyền, có những tiệm bán đồ quần áo. Rất là sạch sẽ luôn mọi người. Thổ cẩm đồ đó. Trang sức đồ này kia nữa nè. Nhưng nếu mà nãy mình đi vô cái trong á, mình đi vô kia. Tiếp tục thuyền bán sầu riêng với lại bưởi nè các bạn. Sầu riêng đây sao nhìn thiệt chứ. Nhìn rất là cái kiểu rất bị sủng sủng làm sao. Hủ tiếu. Ồ. Bạn ngoài những cái gian hàng mà bán đồ ăn truyền thống, bán đồ nào rồi kia thì một cái góc khác của cái mall là rất là hiện đại và rất là đẹp luôn các bạn. Bán những cái đồ ăn Tây, thức ăn Tây, những cái nhãn hiệu thời trang rất rất là nổi tiếng. Giống như bên kia là nhãn hiệu thời trang của Bali. Những cái quầy bánh của châu Âu. À, giờ tới giờ bạn của Ngọc selfie rồi đó. Rất rất là mát và thiết kế rất rất là đẹp luôn. Wow, rất là nhiều nhãn hiệu thời trang giống như là Salvatore Ferragamo and Alexander McQueen rồi Patek Philippe. Quá trời luôn các bạn ơi. Hermes nằm ở trên kia luôn. Wow. Hay ha. Một bên góc là đồ này, một bên góc là đồ kia. Là cái cây cầu thang để đưa lên lầu. Trên lầu còn tiếp tục những cái nhãn hiệu nổi tiếng luôn các bạn. Bây giờ gần tới Noel nên người ta dựng cây thông rất là đẹp luôn. Đây các bạn, đây là bên ngoài của cái mall. Các bạn thấy có dòng sông không? Đó, những cái tòa nhà của Bangkok rất rất là đẹp luôn. Đây Ngọc sẽ quay cái ngoài cái mall cho các bạn cùng xem. Rất là lớn và rất là đẹp. Wow. Coi kìa cái thác nước kìa. Làm đẹp ghê. Cái cổng vô cũng đẹp. Icon Siam nè các bạn. Wow. Ở đằng kia là có một cái tòa lâu đài. Những cái hình ảnh đồ rất là đẹp luôn. Các bạn bây giờ nguyên đám sẽ mua cái này nè các bạn. Wow. Nói chung là há cảo xíu mại. Rồi bỏ này lên nè, cái này là hành phi đồ này kia. Cái đó là ớt đó, bỏ ít hết thôi. Mình muốn ăn ớt. Ít thôi, đó, ít thôi. Đó, xong rồi chan nước tương lên, nước tương không biết có mặn không biết.
miếng nữa đi. Dấm tiểu. Wow, rất là duyên dáng. Đây là khuôn mặt, gương mặt làng của, gương mặt vàng của làng Quận Về. Thủ quỷ nha mọi người. Thủ quỷ, thủ quỷ. Nóng không vậy? Thấy thương không? Nóng không, nóng không? Đây, nóng không? Giống như thịt. Mà được, mà được bọc ở ngoài một cái lớp rau biển. Mà chứ chứ không biển. Chú giờ đang cùng này nha chú giờ. Ngon, thơm mùi rong biển, thịt mềm. Cái mà mình nhìn giống tôm á, rồi giấm. Giấm chết, nó giống tiêu luôn luôn. Cho cục qua, cho cục màu vàng đi. Ok, ok. Cái thịt nó thơm. Đổ lên đi. Với lại bạn của Ngọc đang tiến tới một cái quán ăn rất rất là nổi tiếng và được, nói chung là cái tạp chí mà Michelin gì đó công nhận là 5 sao luôn đó các bạn. Hiện tại bây giờ mọi người chờ đợi rất 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 là đông luôn, toàn là người nước ngoài cũng rất là nhiều luôn. Nói chung là đây Ngọc sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem. Hiện tại nó nghe nè, hiện tại bây giờ là quán chưa có tới giờ mở cửa đúng không? Mình chỉ xếp hàng để mình được đi vô thôi. À, các bạn thấy không, quán chưa có mở cửa mà chỉ cái xếp hàng thôi đó, mà rất là nhiều người xếp hàng rồi. Bây giờ mình cũng phải xếp hàng vô để được ăn những cái món ăn này. Thưa mọi người, thì cái quán này nếu mà không đặt trước thì sẽ hết, không thể nào mà đi bộ vô ăn được. Là hiện tại bây giờ là không thể nào ăn được cái quán này các bạn. Thì cái cô này là cái người nổi tiếng của cái quán này. À, người phụ nữ quyền lực của quán đó các bạn. Ai tới đây cũng phải quay cô. Nhìn đây này gì cô gì, rất là lớn tuổi luôn, hình như bảy mấy 80 tuổi hay sao rồi đó. Thì đây nè mọi người ơi, sau một hồi, không phải một hồi nữa, mấy tiếng đồng hồ đi kiếm đồ ăn, ăn không có đồ ăn. Nên bây giờ cả đám đã dừng lại ở cái mall gọi là Terminal 21 để ăn đồ ăn ở trong này bán. Thì quay cho tất cả mọi người cùng xem là nãy giờ tụi Ngọc đã mua được gì rồi nha. Đây là cái cơm thịt heo mà chiên lên, người ta xào lên chung với lại rau húng quế với lại đậu đũa rồi với lại có đồ cay rồi. Còn cái này là thơm dầm nè. Cái này là cái gì bay? Cái này là có hải sản, có hải sản, có giá đậu dưới. Còn cái này là phát thái nè không? Còn đây là gì? Trứng, giống trứng chiên. Wow. Sao biết? Thì tại thấy nó hấp dẫn. Đói bụng rồi, đứa nào cũng đói bụng rồi, nhìn cái mặt là biết đói bụng rồi. Đi bị ăn khùng. Cơm mắm ruốc ta, cái món này giống nhau ta. Có không?
ăn cơm chưa? Con không ăn nữa mà. Vậy hả? Bữa ăn này mình ăn chắc xuất sắc lắm á. Bữa này mình ăn chắc xuất sắc lắm. Bữa nó vẫn còn xếp hàng được. Có đâu là gì có. Chưa thấy ăn cô tráng riêng luôn á. Có cái này có hào nữa nè. Hào đó. Cái này nhìn giống nhau nhưng mà hải vị nó giống nhau. Cái này ngon. Tâm này giá chứ tâm chỉ được. Tại vì mình no là mình sẽ có thời gian hơn.